nhiệm vụ của ngân hàng liên bang là đoán xem thị trường đi hướng nào, nó có như lên cao quá nó gây ra lạm phát hay không, nó xuống quá nó gây ra recession hay không, để họ chỉnh đốn. Thì hồi tháng 7 vừa rồi họ họp, tháng 9 vừa rồi họ họp, thì cả thường thường là 10 người đều đồng ý về một chương trình, thì tháng 9 vừa rồi đó chỉ có 7 người đồng ý, đa con số phản đối là 3 người thôi. Mình nghĩ là ít nhưng mà đó là con số trong lịch sử, là con số cao nhất, tức là 30% đã không đồng ý với cách đó làm đó. Thành ra một trong những cái ba người mà phản đối bây giờ, hồi đó đó, bây giờ ông tuyên bố là phải mua thêm công cổ phiếu để kích thích thị trường. Nhưng mà đó là một cách suy nghĩ thôi. Nếu mà mọi thứ vẫn còn bình thường như bây giờ thì có thể đó là một cái giải pháp mà họ phải làm. Nhưng mà hy vọng là thị trường nhà cửa có chuyện gì đó, hầu như là một cái phép lạ thần kỳ nó xảy ra để đừng đi tới mức độ đó. Tại vì Tố Yên nên nhớ là lên quá cũng không được mà xuống quá cũng không được. Nếu mà làm mất giá trị đồng đô la thì cái chuyện nó xảy ra nó cũng tệ hại giống như là inflation thôi. Nhưng mà trong thời gian qua thì anh cũng travel xa qua những nước bên Nam Mỹ, những nước khác, thì cái phản ứng của người dân ở những cái nước đó họ nghĩ sao về Hoa Kỳ hiện nay, tình hình Hoa Kỳ hiện nay thưa anh? Họ vẫn dòm Hoa Kỳ bằng cái cặp mắt rất là lạc quan. Nhưng mà người Hoa Kỳ thì rất là bi quan. 92% người Hoa Kỳ thì không tin tưởng Quốc hội, tức là Quốc hội làm gì cũng sai hết. Và cái số mà ủng hộ chính quyền Obama bây giờ nó rớt xuống còn có 42%. Approval Approval rating. rating thì thành ra rất là khó nói. Nhưng mà có một điều có thể nói chắc chắn, Thu Yên, là người dân Hoa Kỳ đó họ rất là pessimistic, tức là bi quan chứ không có lạc quan. Ai hỏi họ cũng không nghĩ là kinh tế trong cái thời gian ngắn hạn, khi mình nói ngắn hạn đó là dưới một năm sẽ khá lên được. Và cái điều đó quyết định cái điều mà cái cảm giác xấu quyết định, người ta sẽ không dám xài tiền nữa. Nó là một cái cycle. Và khi không có xài tiền thì nó sẽ có cái sự liên hệ đến Trì những trệ đâu có cái dám mua nhà mới, đâu có sắm cái này cái kia. Nhưng mà không làm như vậy thì kinh tế không phát triển, tại không bán được đồ thì không ai sản xuất. Mới đây nhất thì những người bên thuộc bên Đảng Cộng Hòa họ cũng bắt đầu nói tới cái vấn đề của các ngân hàng lớn không thể sụp đổ, là too big to fail. Đối với người bảo thủ thì chủ nghĩa tư bản là đúng. Tuy nhiên thì chúng ta khi mà chúng ta đối diện với cái tình trạng của những ngân hàng lớn á, bị thất bại trong những năm gần đây thì kéo theo cả cái nền kinh tế, và thì đó không phải là chủ nghĩa tư bản tài trợ hoặc là cứu nguy những ngân hàng lớn này khỏi vỡ nợ là đi ngược lại nguyên tắc của thị trường. Thì không biết anh có nghĩ là những người bên Đảng Cộng Hòa chính thống hiểu cái thông điệp này hay không? Hay là liệu họ có kêu gọi cải tổ hệ thống ngân hàng giống như là phía bên Đảng Dân Chủ đang làm hay không thưa anh? Về mặt chính trị mà nói thì tôi không nghĩ họ sẽ làm như vậy. Tại vì cái khuynh hướng của đảng, hai đảng khác nhau. Nếu mà đảng địch thủ của mình mà nó kêu gào cải tổ và nó đề nghị cái đó mà mình đi theo nó thì mình thua nó rồi. Tại cái năm 2012 trở lại cái chuyện đó, họ cần phiếu, họ cần cái lòng tin, hoặc là ít ra là họ phải nói xạo làm sao, họ nói hay làm sao để người ta tin tưởng họ. Phải thuyết phục người dân. Và bây giờ là sao thuyết phục được, mình không có một cái chủ trương nào cả. Nhưng mà cái vấn đề chính vẫn còn tồn tại, tức là ngân hàng mà quá lớn á, mỗi lần mà ngân hàng mà sụp á thì chính phủ phải chạy vô giúp đỡ, tức là subsidize, phải bảo trợ cái này cái kia phải cứu lại, giống hệt như bây giờ như Trung Cộng với lại Việt Cộng vậy đó. Những cái ngân hàng công ở trong nước, những cái cơ quan mà toàn thuộc về chính quyền, nếu họ sụp đó thì có chuyến gần nhảy vô cứu thì nó đâu có khác gì đâu. Nhưng mà đó là mình nói trong cái chuyện so sánh giữa giữa hai cái nước khác nhau. Ở trong Hoa Kỳ thì cái vấn đề chính trị nó phức tạp hơn rất là nhiều. Dân chủ và cộng hòa họ sẽ luôn luôn bất đồng quan điểm. No matter what. No matter what. Nhưng mà riêng anh thì anh có nghĩ rằng là nên để cho những cái ngân hàng này nó gọi là fail hay không? Tại vì khi mà họ Đúng rồi. khá, họ Trong lời thì cả bạc triệu họ đúng bỏ vô bạc túi, không tỷ á. họ đâu có share với mình. Đúng. Nhưng mà khi họ thất bại thì họ đòi hỏi được rằng là người dân phải đưa cái tiền thuế ra để mà bail họ. How are they gonna learn? Làm sao họ có thể học hỏi được những cái thất bại nếu mà họ không có Rất là đồng ý với ý kiến của tôi. Nhưng mà mình làm không được tại mình không phải tổng thống. Nhưng mà anh biết rằng là sau lưng nó vẫn có những cái nhóm lobbyist nó rất là hùng mạnh, nó rất là Đúng lớn rồi. để mà nó vẫn tiếp tục nó lobby gọi là phía sau hàng lạ Đúng rồi. Hành hàng lang, hậu trường. Vận để động mà hậu nó trường đó. vận Hậu động trường hội hành lang. trường mà để cho chính chính quyền ở bên đó, bên tòa Bạch Ốc vẫn tiếp tục
giúp đỡ những cái ngân hàng và sẽ không để cho những ngân hàng này thất bại. Nhưng mà anh nghĩ sao về cái lời tuyên bố của ông Ben Bernanke vào mấy ngày trước khi ông nói rằng là có thể ông sẽ dùng tới cái chính sách gọi là monetary policy, là chính sách tiền tệ nếu mà cần? Tại bởi vì như hồi nãy mình đã có bàn qua đó thưa bạn, họ không có lựa chọn gì cả. Cái thị trường đi ốc chiếm 1/3 cái việc kích thích kinh tế của Hoa Kỳ. Nếu mà thị trường trì trệ mà đã trì trệ từ năm 2006 tới bây giờ, nếu mà cái chuyện công ăn việc làm vẫn còn lên bình ở số 400.000 thay vì xuống con số lý tưởng là 375.000 hoặc ít hơn, thì họ không có cách gì hết, họ phải thử mọi cách. Mà ông Ben Bernanke là ông, cái biệt danh của ông là ông trực thăng, thưa quý vị. Trực thăng là sao? Nếu mà kẹt cái gì đó, ông sẽ sẵn sàng in tiền ra, ông đổ tiền ra số lượng lớn để ông nâng kinh tế lên trong cái thời gian ngắn hạn. Cũng trên một cái, trong một cái page về ngân hàng thì mới đây chúng ta cũng được biết rằng là mặc dù thì có nhiều cuộc họp liên quan đến cái vụ kiện đối với các ngân hàng lớn như mình vừa mới nhắc đến, vì họ kéo nhà không đúng thủ tục, hành động này nó có thể nó tạo ra lợi nhuận cho nền kinh tế Hoa Kỳ, thì có cái giải pháp nào hiện nay hay không, và điều này nó có thể gọi là loại bỏ các vụ kiện liên quan đến nợ vay mua nhà mà ngân hàng họ đang bị? Anh nghĩ sao về từ đây cho tới cuối năm, liệu những cái vụ kiện này mà phía bên gọi là federal prosecutor họ đứng ra để họ kiện những công tố viên liên bang, right, ngân hàng lớn, thì họ có sẽ có cơ hội thắng và bắt những ngân hàng này phải trả những cái tiền gọi là tiền phạt đó. Dạ. Thì bây giờ hai bên đang kiểu như là ngồi lại thương lượng, anh nhường tôi một chút, tôi nhường anh chút, tôi cho anh chút xíu này, anh phải cho tôi lại chút xíu kia. Thì các ngân hàng lớn, năm ngân hàng lớn của Hoa Kỳ, năm ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ và hàng trăm ngân hàng nhỏ mà họ liên kết với nhau cả, thưa quý vị, tức là mượn tiền qua mượn tiền lại mua cái này mượn cái kia, thì họ đồng ý trên nguyên tắc là họ sẽ bỏ ra 25 tỷ đô la để giúp những cái nhà người chủ nhân nhà ở tại Hoa Kỳ, nếu mà cái nhà bị upside down hay là underwater, tức là cái số tiền nợ trên nhà nó cao hơn nhiều so với giá trị của nhà. Yes. Họ muốn làm cái điều đó. But the only catch is là tức là quý vị phải hội đủ điều kiện, tức là quý vị không bao giờ trả trễ, tức là không có default. Thành ra những cái người mà đã foreclosure rồi, đã bị short sale rồi, bị này cái kia rồi thì không nằm trong cái số đó. Và họ cũng, tôi thấy rằng là mấy người bên phía ngân hàng họ cũng rất là thông minh, họ tính trước, tại vì họ nói là also one more thing là phải là current. Đúng chứ đó, không đó, phải đó. Là quá khứ. Đúng rồi, bây giờ mới được. Ngay bây giờ, chứ còn quá khứ thì họ không tính. Mà bên luật thì họ không thích cái đó lắm, tại vì họ cho phép, nếu mà công tố viện liên bang cho phép những ngân hàng lớn có cái quyền immunity, tức là không có sợ bị bắt lỗi nữa. Yes. Tôi có làm lỗi, tôi biết, tôi không nhận mà anh cũng đừng phạt, thì tôi mới làm cái này cho anh. Nhưng mà nếu mà phải nhượng bộ nhiều như vậy thì có lẽ cái những người mà đau khổ là những người như mình, những người dân bình thường mà phải đã mắc nợ rồi, đã chịu không nổi rồi, cái đó là khó. Cảm ơn anh John rất là nhiều, rất tiếc hết giờ rồi, thưa quý vị. Any final thoughts you want to share with the viewers? Xin phép Tú Uyên và xin phép quý vị, tôi thông báo một cái tin cộng đồng ở tại California này. Quý vị nào 29 tây tháng 10 này, tức là ngày thứ bảy sáng hoặc là chiều mà rảnh, thì vui lòng đi học lớp luyện trí nhớ hoặc là tăng trí nhớ. Cái lớp này có cái lời nói rất là vui là trẻ thì học nhớ dai mà già thì học nhớ lại. Người già học cái lớp này nên học để tránh cái bệnh loãng quên hay là Alzheimer. Còn những người đi làm, chẳng hạn như Tú Uyên. Yeah, so I know you're gonna mention me. Thì có thể làm mình có thể nói chuyện với nhiều người, mình gặp họ 5-3 năm về trước, gặp lại 5-3 năm sau vẫn nhớ tên và nhớ số điện thoại và nhớ những chi tiết thú vị, ngay cả quần áo mặc như thế nào. Nó rất là lợi, thưa quý vị, bởi vì nếu mà đi làm đó, mình có cái khả năng nhớ dai thì người ta nghĩ mình thông minh, mà thật sự không phải. Nhưng mà quý vị nên đi học ở lớp rất là vui. Bác sĩ Hàn Lâm Y Khoa Trần Lý Lê sẽ dạy chung với tôi, bác sĩ ở từ Thụy Sĩ về. Cảm ơn giáo sư Trang Phan rất là nhiều. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.